Tiếp tục chào đón quý vị với một đôi loa JBL. Em đã được sản xuất tại Mỹ luôn các bác nhé. Hàng zin. Những thương hiệu loa Mỹ và loa Anh thì đã khá nổi tiếng. Hôm nay em giới thiệu đến quý vị đôi loa JBL này. Đây là đôi loa JBL, mã của em nó là J50. Made in USA luôn, hàng xịn luôn các bác nhé. Có hàng xịn không? Còn chất âm của em nó thì khỏi phải bàn. Các bác nghe có chất. Đấy, con này, con bên này thế. Để cho các bác xem luôn. Các bác đã từng biết rồi, những thương hiệu khá nổi tiếng rồi. Quá là nổi tiếng chứ không phải khá nữa. Giá của em nó là 2,5 triệu nhé. Bác nào có nhu cầu thì alo giúp em theo hai số điện thoại trên. Về thường xuyên theo dõi kênh của Tuấn Âm Thanh Phú Thọ thì mời quý vị nhập hai số điện thoại này vào tất cả các chương trình trên internet, Google, YouTube, Zalo, Facebook hoặc Cốc Cốc. Mọi bài đăng của em đều có trên đó. Em trân trọng cảm ơn.